Tin mừng theo Thánh Marco. Tin mừng theo Thánh Marco hay Phúc âm Marco là cuốn thứ hai của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 16 chương, tác giả là Thánh Marco, một môn đệ của Thánh Phêrô. Sách được viết vào khoảng năm 50 đến 67 sau Công nguyên. Chương 1. Giai đoạn dọn đường cho sứ vụ của Đức Giêsu. Ông Gioan Tẩy giả giao giảng. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa, giao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Sude và thành Jerusalem kéo đến với ông, họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông giao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép trong người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Đức Giêsu chịu phép rửa. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê. Đức Giêsu khai mạc công việc giao giảng. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê giao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đức Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: Các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đức Giê-xu giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngày ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Simon. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Đức Giêsu chữa cho nhiều người. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Đức Giêsu âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Galilê. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy,
đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn sao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, sao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. Đức Giê-xu chữa người bị phong hủi. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu giao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Chương 2. Đức Giê-xu chữa người bại liệt. Vài ngày sau, Đức Giê-xu trở lại thành Ca-phác-na-um, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết, người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giê-xu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa. Tâm trí Đức Giê-xu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giê-xu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Đức Giê-xu kêu gọi ông Lê-vi. Đức Giê-xu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giê-xu dùng bữa với những người tội lỗi. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người, sao? Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tranh luận về việc ăn chay. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Các môn đệ bứt lúa. Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-xu, ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép. Người đáp, các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì
khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng, dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát.